Cần Ngộ Công xin mến chào đại gia đình thân thương, mình đã trở lại với kênh YouTube của Cần Ngộ Công nha. Nay thì mình tiếp tục làm video đi bắn cá nha cả nhà. Rồi bây giờ cái đoạn kinh này là đoạn kinh trước cửa ở nhà mình lợi chút nè. Bây giờ mình sẽ đi tìm những con cá. Thì hôm nay nắng cũng ngon mà cũng có gió. Cái phần dạo này kinh nó nước cạn rút rồi đó. Dễ thấy con cá lắm, nhưng mà cái cự ly con cá nằm á xa lắm, tại nó nằm ngoài giữa đó, canh phải hay kỹ thuật lắm mới dính. Bây giờ mình đi nha cả nhà, cùng theo chân Cần trải nghiệm săn bắn cá nha. Cá đầu tiên mày chết nữa đúng cái nhà đứng đông mới kéo lên được không. Thành quả đầu tiên là một em cá cá phi. Đó, nguyên cục đông cả nhà. Đã cả nhà. Nè. Cái này bốn tay mập đúc. Đó đã không? Em đầu tiên nha cả nhà. Mày hả? Đây cả nhà. Em này em đầu tiên nè. Bắn ngay chóc đuôi chảy máu luôn. Chà bá, rồi. Em gài xuống bắn tiếp cả nhà. Mới lũi vô đây dính cả nhà, bự lắm cả nhà. Ủa cũng có phi chà bá luôn cả nhà ơi. Quá mình thấy tận từ đẳng mình bò lên mình rình mà nó lại đây từng đầu cả nhà, quá trời bự rồi. Con này bật bàn tay mình hơn á. Ôi ui cái này bắn hụt cái ha, tụi nó tức cho thấy luôn á. Nè coi nè, quá wow. Thấy không, chà bá nợ luôn cả nhà, thấy không. Ôi ui, quá đã, quá sướng rồi. Đó, cả nhà thấy không? Bắn ngay cái ốc o nó xiên luôn. Quá bự chà bá lúc lường luôn, thấy không? Mà nó phê, ngay nhật cái tươi luôn cả nhà. Ôi ui, cá phi cả nhà. Bự hơn bàn tay mình luôn nè, quá trời bự. Cú nụ luôn, con mắt như cục kè nhà nào thấy không? Hai em, rồi vô. Xỏ xong đuôi liền, quá đã cái này, đó quá đã cái này, đó rồi thì mình tiếp tục gài xuống bắn tiếp cái này, mày trời ơi chính cả nhà. Tắm máy cả nhà thấy lôi một chữ không bị mặt mặt luôn á. Ôi thấy gì đây. Ôi
Trời ơi, uống gì đâu. Đây nha cả nhà, mình mới tới đây thì mình thấy con cá cò nó nằm dưới đà dưới mặt nước á, mình chưa kịp bấm điện thoại nè. Mình sợ nó chạy mình bắn. Thì nó dính rồi cả nhà. Bây giờ thực tế thì nó dính rồi. Mà bây giờ rất khó là kéo lên. Nếu mình kéo lên ào ào này thì nó sẽ sảy. Bây giờ nó tìm cách và phải đi xuống đây. Ăn phân con cá này lên. Cá này cũng bự lắm, không nhỏ cả nhà. To lắm. Hay mình qua bên kia mình đi cái đường xuồng ra đi. Đó. Rồi bây giờ mình để mình quăng cái súng mấy đó. Rồi mình vòng qua. Chết một không. Nãy mới bắn nè. Tê đi xịt gì, có cũng mát dưới nước. Ướt ướt cây súng thùng. Đi đội cái nón trên đầu này nhằm khi đi lắc quá. Quý áo lắc quá cả nhà xem thông cảm nè. Mình vừa tới cái mình vừa thắng xe cái mình chưa kịp gạt thổi nữa. Mình thấy nó nằm đà đà dưới mặt đất á. Mình bắn liền. Mình sợ nó chạy rồi mình canh lâu rồi những khi nó không lên nữa. Bắn xong mình gài. Bắn xong mình quay điện thoại cả nhà xem. Chứ thực tế là mình bắn thật nha cả nhà. Chứ không bao giờ bắn bắn xạo rồi gì hết á. Đây nè. Cái con cá này cũng bự lắm chứ không có nhỏ cả nhà. Đó. Bự lắm. Cá phi. Rồi đứng ghe ăn quen chao cũng té luôn á. Bự lắm cái này. Nó kéo một dĩa đi ghê không? Đâu có đại xảy được. Công trình cố gắng bắn mà. Bấm mang ở trước cả nhà. Đó. Ui cả nhà coi nè. Chà bá cả nhà thấy không? Hết hồn không? Đó. Phải cố gắng bắn mà. Xéo lên đâu có đại xảy được. Rồi đi vô cả nhà, vô xỏ vô. Quá đã. Rồi cố gắng bắn em nó chứ đâu để cho em nó chạy được. Đây, xỏ con cá vô cả nhà. Như đây có ai à, cái cây nò cái gì nè. Cá vô là hết chạy luôn. Quá trời đã rồi nha. Cá phi mà nó to cái gì nè cả nhà thấy cái nào. Con này là khoảng trên nửa ký. Cá này cũng phải 7-8 lạng luôn, chứ không nhỏ. Quá trời bằng tay mà để không hết mập đúc luôn. Mình thấy này là đà bắn ngay sống lưng luôn. Rồi mình giờ cần xỏ vô cả nhà. Mình vừa ấy cũng khó làm á, mình cũng cố gắng nắng dữ lắm, bắn có cá thì cho cả nhà có video xem, cái phần có cá đâu để ăn được nữa, ba con này là trên ký rồi đó, wow, ôi cả nhà xem này, con cá bắn được trước thì nhỏ cá là sao mày, này con cá bà cá sao này. Quá khủng không? Cá phi mà cả nhà ịnh cái bàn tay vô mà mình thấy không hết cái bàn tay là biết cá phi bự cái nào rồi. Đó, lúc lường cả nhà. Hai con này ký rưỡi có rồi. Ba con với con nhỏ nữa. Rồi, bây giờ cần với gài súng vô. Cần tiếp tục nha cả nhà. Tiếp tục đi săn cá tiếp. Mày chết. Lấy đuốc cả nhà.
đừng có trúng cơ bụng nó nhiều quá mềm á, đừng có đứt được rồi. Em này nói chung cũng bự chứ không được bự giống như hồi nãy. Đúng ngay cơ bụng luôn. Trời chết, còn dính xíu cả nhà. Rồi, cái này để mình ấp máy đây, mình bắt lên này mình quay cả nhà xem cả nhà. Để chảy uổng quá, đứt á. Đây nha cả nhà, con cá mới dính nè, nó tét bên đây nè, nó tét bên đây là cần vừa lội xuống là nó muốn xúc ra luôn á. Con này phải bốn ngón tay, con tròn mập tròn úp luôn rồi nè, vừa lội xuống cái té xuống cái mé cái chẩm luôn, hơn là bỏ cái điện thoại trên bờ á. Rồi em này thứ tư cái nè, quá trời đã rồi. Rồi cần sẽ tiếp tục đi bắn nữa nha. Rồi có gì mày hả, dính cả nhà, cành rồng có khi nổi lên lượm lượm luôn. Quá là dính nguyên đùm rồng, kéo nặng ghê. Cả nhà thấy không, dính con thứ năm. Để đi đi. Ê, bảy 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 em sỏi luôn rồi, sỏi luôn cái này hồi nó nhảy kinh ạ. Em thứ năm nha cả nhà, em này cũng bự hơn bốn tay chập bá. Có những em hơn nửa ký, cả ký em cũng có. Đó, em có nằm quá hớp rồi, hai cái mấy cá rồi nè. Rồi mình tiếp tục như thế nào. Hồi xưa cả nhà, lúc mà còn nhỏ đó, mỗi lần đi bắn cá hay là nhấp cá gì ra tới khúc này là mê lắm. Cá rất là nhiều mà dính con nào nấy to bự đã lắm. Lóc này. Mày bưởi chính cả nhà, bắn ngay đầu nó luôn. Con này nó chung là cũng không bự. Đây cả nhà, lóc nè, quá đã. Có ngay cái má đầu. Cái này con dài. Đem chở vô để nó nhảy xuống nha. Cóp. Đã. Con nằm ngay bung súng. Để ốc ngay đầu liền. Đã rồi nè. Rồi tiếp tục săn móng nha. Rồi video của mình tới đây là xin kết thúc nha cả nhà. Thì hôm nay thì cần thành quả cần bắn thì được 6 con cá, 5 con cá phơ cá phi, 1 con cá lóc.
thì hôm nay chị được vô đây như đây cũng 2-3 ký cá nha cả nhà, quá là ngon rồi. Rồi bây giờ cũng gió quá rồi á, giờ cần về, gió quá thì cá nó không nổi cả nhà, cũng cần cũng chia sẻ luôn thì mình đi bắn cá này á, nó không có tốn chi phí gì hết, nhưng mà cực có cái á, mình ra mình làm video bắn cá này đó, là chỉ là trời nắng lên nó đứng gió là con cá nó mới nổi, mình mới đi làm video để bắn, mình đi kiếm cá mình bắn mình mới làm video được. Chứ trời nắng mà có gió cũng không làm video được. Bởi vì mình có được cái video này á là nói chung là bắn cá không có cực, mà vất vả cái là nắng á. Nắng đi cái con người nó mệt, mình mệt. Nhưng mà không sao, có cá là vui, lại có video cho cả nhà xem là hạnh phúc rồi. Rồi nếu mà cả nhà xem video có Cần á, thấy cảm thấy hay thú vị á, cũng đồng cảm với Cần đi nắng khổ á, thì cả nhà cho Cần một lượt đăng ký, một lượt like nha, chia sẻ cho cả nhà cùng xem luôn. Đó là cái niềm vui động lực cũng như là Cần và toàn bộ những anh em làm YouTube á, để mà có động lực mình ra những video hay hơn và mình thường xuyên ra video hơn. Rồi hôm nay thì chung thì tóm tắt lại, Cần được 6 con, 5 con cá phi, 1 con cá lóc. Nó có 2 con cá phi này, là 2 con này trên ký nè, 2 con này quá bự, to nóng lạnh luôn. Rồi video của Cần tới đây cũng xin tạm dừng, hẹn cả nhà mình là video tiếp theo. Chúc cả nhà có một buổi tối tràn đầy niềm vui bên người thân, bên gia đình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào.